Triệu dân thắc mắc, ai sẽ đủ sức thay bác Trọng làm Tổng Bí Thư? Mến chào quý vị khán thính giả đang nghe và xem kênh YouTube Vạn Điều Hay, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức, đời sống và xã hội. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập của chương trình, tôi xin gửi lời chúc tới quý vị và các bạn an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Kính thưa quý vị, từ xưa đến nay, nền chính trị ở Việt Nam vẫn được xem là ổn định nhất trên thế giới. Rất ít khi có sự xáo trộn bất thường nào đến từ các chức danh cán bộ cấp cao. Tuy nhiên, hiện nay, điều này đã không còn như trước nữa. Khi mà chỉ chưa đầy 14 tháng, đã có 2 lần vị trí chủ tịch nước thay đổi chủ sở hữu khi họ chưa hoàn thành hết nhiệm kỳ của mình. Trong khi đó, công cuộc đốt lò chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang hừng hực cháy, đặt ra những thách thức mới trong việc lựa chọn công tác cán bộ của Đảng ta. Bởi vì, mặc dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, vừa có đức lại vừa có tài, chống lại giặc nội xâm tham nhũng một cách triệt để. Thế nhưng, nhiều ý kiến lo ngại về sức khỏe của bác Trọng sẽ khó có thể đảm bảo khi hiện nay bác đã sắp đến ngưỡng cửa 80, một độ tuổi mà nhiều người đã trở về sum vầy cùng con cháu, vui thú điển viên. Thế nhưng, bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn còn đang từng ngày, từng giờ lo cho nước, cho dân. Điều này cũng trở thành một thách thức to lớn cho việc tìm được người kế nhiệm vị trí Tổng Bí thư. Vậy, nhân vật nào sẽ đủ sức, đủ tài, đủ uy tín để ngồi vào vị trí này khi bác Trọng về hưu? Hãy cùng Vạn Điều Hay tìm hiểu qua video ngay sau đây. Kính thưa quý vị, cũng chẳng có gì là quá lời khi cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là một tấm gương sáng vĩ đại đối với dân tộc Việt Nam sau thế hệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thường ngày, Tổng Bí thư luôn luôn nêu cao, đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta một di sản vô cùng cao quý, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng vô giá mà chúng ta, mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau phải luôn luôn ra sức học tập và làm theo, mãi mãi giữ gìn và phát huy, coi đó là kết tinh giá trị tinh thần cao đẹp, trở thành chuẩn mực để xây dựng, chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới. Và trong công cuộc phòng chống tham nhũng quyết liệt như hiện nay, thì nếu như không phải bác Trọng, thì liệu ai có thể đủ sức mạnh chính trị để có thể tước đi chức vụ Chủ tịch nước của một người chỉ sau một năm ngắn ngủi tại vị vì những vi phạm khuyết điểm của một đảng viên và trách nhiệm của một người đứng đầu nhà nước khi để nhiều cán bộ dưới quyền bị xử lý hình sự? Và nếu như không phải là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì những khúc củi tươi, củi khô liệu có được bỏ thẳng vào trong lò rực lửa như vậy hay không? Bởi vì trong khi rất nhiều các tấm gương của quan chức lãnh đạo cấp cao hiện nay đang bị mờ mắt trước ánh sáng của kim tiền, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện như một ánh sáng của nhân dân với tư cách đạo đức cách mạng cùng sự liêm khiết đến giản dị của một vị Tổng Bí thư đứng đầu cả nước. Trong khi hầu hết những người làm quan chức lãnh đạo thì đều có tư tưởng một người làm quan cả họ được nhờ, rồi việc gì cũng phải chấm bút một tí, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại là người đi ngược lại tất cả. Ông cho rằng đã làm lãnh đạo trong bộ máy chính quyền nhà nước, trước hết phải biết lo cho nỗi lo của dân, đau nỗi đau của dân, phải biết lấy dân làm gốc. Đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn luôn quan tâm đến việc tăng cường tu dưỡng đạo đức, nâng cao tố chất bản thân và năng lực cán bộ, kiên trì phòng chống thoái hóa, biến chất, xây dựng vững chắc mặt trận tư tưởng, làm tốt công tác xây dựng tác phong, đạo đức liêm chính, kiên quyết trừng trị hiện tượng thối nát. Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần phân tích tâm lý tác phong, đạo đức của cán bộ các cấp khi xây dựng tác phong, đạo đức liêm chính, vạch trần tâm lý thối nát của quan chức trong đảng và chính quyền, cũng như những biểu hiện không tốt và trở ngại tâm lý của cán bộ lãnh đạo trong công tác xây dựng tác phong, đạo đức liêm chính.
thiết thực tăng cường giám sát, kiên trì chống lại hiện tượng thối nát, đề phòng diễn biến, tự diễn biến. Trước khi có thể ngồi vào vị trí Tổng Bí Thư, bác Nguyễn Phú Trọng đã có một thời gian công tác, rèn luyện trong môi trường của Đảng, khiến ai cũng phải cảm thấy nể phục. Ông được coi là một nhà chính trị lỗi lạc của Việt Nam ở thế kỷ này. Có lẽ sẽ rất lâu nữa, đất nước Việt Nam mới xuất hiện một con người vừa tài năng, vừa yêu nước thương dân như bác. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ông sinh ra trong một gia đình thuần nông. Cha của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tên là Nguyễn Phú Nội. Gia đình có 4 anh chị em, trong đó Tổng Bí Thư là con út. Có lẽ vì sinh ra trong một gia đình thuần nông nên ông hiểu được những nỗi gian truân vất vả của những người dân thấp cổ bé họng. Vì vậy, ông luôn nguyện hết mình nỗ lực không biết mệt mỏi để rèn luyện bản thân cả về năng lực cũng như đạo đức. Ngày 19 tháng 12 năm 1967, ông chính thức được kết nạp Đảng. Khi ấy, ông được điều đến công tác tại phòng tư liệu, tạp chí học tập, nay là tạp chí Cộng sản, một trong 3 cơ quan tuyên truyền quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến tháng 8 năm 1983, sau một thời gian học tập tại Liên Xô, ông trở về Việt Nam tiếp tục công tác ở Ban xây dựng Đảng của tạp chí Cộng sản. Đến tháng 10 năm 1983, ông được đề bạt làm phó trưởng ban, rồi lên làm trưởng ban vào tháng 9 năm 1987. Tiếp đến, ông được đề bạt làm ủy viên ban biên tập vào tháng 3 năm 1989, phó ban biên tập vào tháng 5 năm 1990 và trở thành tổng biên tập vào tháng 8 năm 1991. Trong hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Hà Nội từ ngày 20 tháng 1 năm 1994 đến ngày 25 tháng 1 năm 1994, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cùng với 19 đại biểu khác được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được bầu lên làm Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội, kiêm trưởng Ban Cán sự Đại học, phụ trách công tác tuyên giáo của Thành ủy vào tháng 8 năm 1996. Từ tháng 1 năm 1994 đến nay, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nắm giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 đến khóa 12. Từ tháng 12 năm 1997 đến nay, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nắm giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng. Năm 2011, ông đắc cử chức vụ Tổng Bí Thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 27 tháng 1 năm 2016, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Quốc hội Việt Nam khóa 14 đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Vào ngày 31 tháng 1, ông Nguyễn Phú Trọng đã chính thức tái đắc cử Tổng Bí Thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ lần thứ 3 liên tiếp. Có thể nói rằng, việc chức danh Chủ tịch nước hai lần thay đổi giữa nhiệm kỳ đang cho thấy một thông điệp rằng tầm ảnh hưởng của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đối với cả hệ thống chính trị cũng như chính phủ hiện nay là vô cùng to lớn. Nó mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sức mạnh của Đảng và cũng là cá nhân của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc chống lại giặc nội xâm tham nhũng. Đứng trước sự thoái hóa biến chất cũng như những biểu hiện tiêu cực của một số cán bộ đảng viên, diễn biến tự diễn biến làm suy yếu nội lực của đất nước, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành lá cờ đầu trong việc phát động chiến dịch phòng chống tham nhũng. Năm 2013, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là người đã đầu tiên thúc đẩy việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, được quản lý bởi Bộ Chính trị thay vì Chính phủ. Năm 2022, một sáng kiến khác của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là việc thiết lập các ủy ban phòng chống tham nhũng và tiêu cực cấp tỉnh, dẫn đầu bởi Bí Thư Tỉnh ủy, chịu trách nhiệm giám sát các cuộc điều tra chống tham nhũng ở cấp địa phương và báo cáo định kỳ cho Ban Chỉ đạo Trung ương. Tất cả những điều này cho thấy, bác Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã biết cách sử dụng sức mạnh của toàn dân trong việc đẩy lùi nạn tham nhũng, cũng như bác biết cách sử dụng sức mạnh của Đảng, của chính quyền, biết cách sử dụng những cán bộ tinh túy, trong sạch, liêm khiết của Đảng để lựa chọn đứng vào hàng ngũ của Ủy ban phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông mong muốn khi bố trí nhân sự lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh cần đánh giá kỹ lưỡng để phát huy hiệu quả. Cán bộ vào Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng mà lại tư túy, vướng vào tham nhũng thì còn chống ai nữa? Ông nào vướng vào, tôi xử lý trước. Xin nói thẳng là như thế, Tổng Bí Thư nhấn mạnh.
rất nhiều các quan chức cùng những khúc củi tươi, củi khô lần lượt đã phải đưa ra trước ánh sáng của pháp luật để xử lý triệt để, cảnh tỉnh cho những cán bộ đảng viên có ý định nhúng chàm. Có thể kể đến đại án Việt Á liên quan đến nâng khống giá kit test COVID-19, trong đó có 8 quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và hàng chục lãnh đạo, cán bộ CDC, Sở Y tế các tỉnh, thành phố. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý của Phó Thủ tướng. Trong vụ án này, có 3 nguyên ủy viên Trung ương Đảng bị bắt gồm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Theo thông tin từ Bộ Công an, công ty Việt Á đã cung cấp kit test xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trong cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Về vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan đến chuyến bay giải cứu, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 37 người, có nhiều lãnh đạo liên quan đến Bộ Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông Vận tải và địa phương. Trong đó, hai quan chức cao nhất bị khởi tố đến nay là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Trừ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tại cuộc họp báo hồi cuối tháng 6 năm 2022, lãnh đạo Cơ quan An ninh Điều tra cho biết kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn đô la. Hay vụ thao túng chứng khoán ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố. Vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FLC với tội danh thao túng thị trường chứng khoán. Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh thêm nhiều cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty có liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Vụ án liên quan đến Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng bị bắt. Cụ thể, Chủ tịch Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleli, công ty cổ phần cung điện Mùa Đông và các công ty có liên quan phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định của pháp luật, tổng trị giá hơn 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ đã phát hành trái phiếu. Vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát bắt đại gia Trương Mỹ Lan. Cơ quan tố tụng khởi tố 3 vụ án, 108 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị có liên quan. Trong đó có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cấp cục, cán bộ cơ quan thanh tra, kiểm toán, ngân hàng. Trong vòng 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã rút ruột của ngân hàng SCB hơn 1 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ gốc không thể thu hồi tính đến thời điểm khởi tố vụ án là hơn 677.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh nhiệm vụ đối với đất nước và vận mệnh của quốc gia dân tộc trong chiến dịch phòng chống tham nhũng, vị thế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ngày càng được củng cố và nhận được sự ủng hộ vô điều kiện của người dân Việt Nam. Điều này khiến Tổng Bí thư trở thành một người vô cùng đặc biệt từ trước đến nay, bởi theo điều lệ đảng chỉ cho phép một cá nhân giữ 2 nhiệm kỳ Tổng Bí thư, nhưng ông đã có thể đảm nhiệm nhiệm kỳ lần thứ 3. Và hơn thế nữa, nhân dân trong nước vào lúc này ai ai cũng mong mỏi sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể đảm bảo được để tiếp tục giữ cương vị là người đứng đầu của đất nước, để tiếp tục chèo lái đất nước trên con đường phát triển và hội nhập với thế giới. Có người đã từng nhận xét rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những hạt nhân lãnh đạo của Đảng, một thuật ngữ mà người ta thường dùng để mô tả về ông Tập Cận Bình, người lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù lời khen này không ngụ ý rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang cố gắng xây dựng một hệ thống chính trị tập trung vào một cá nhân hoặc giữ chức vụ suốt đời như ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, lời khen này thể hiện một quan điểm rằng vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng Cộng sản và quốc gia Việt Nam là không thể thay thế. Việc Tổng Bí thư luôn luôn khỏe mạnh và tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo tối cao tại Việt Nam là một sự đảm bảo trong lòng nhân dân về sự thành công trong chiến dịch phòng chống tham nhũng đang ngày càng toàn diện hơn,
có tác dụng thanh lọc bộ máy chính quyền để công tác điều hành đất nước ngày một tốt hơn, đem lại cuộc sống ấm no, đủ đầy cho nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tâm niệm: "Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng này thì hãy dẹp sang một bên cho người khác làm. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất." Tôi nhớ nhà văn Maxim Gorky đã từng nói: "Con người, hai tiếng ấy vang lên mới kiêu hãnh làm sao. Nhưng con người cũng có không ít tật, kém một miếng không chịu được, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng thì lộn gan lên đầu. Vì vậy thường sẽ rất khó, rất phức tạp. Nhưng khó nhưng không phải là không làm được, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ." Tổng Bí thư phát biểu. Phát biểu tại hội nghị toàn quốc cơ quan nội chính triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở: "Mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức cơ quan nội chính phải thường xuyên tôi luyện, rèn giũa bản thân để thanh bảo kiếm luôn rắn giỏi và sắc bén, dám vung kiếm và vung kiếm đúng lúc, đúng đối tượng, không bị sứt mẻ, để lá chắn luôn vững vàng, chắc chắn, không bị một viên đạn mũi tên nào xuyên thủng, nhất là những viên đạn mũi tên được bọc đường." Tuy nhiên, vấn đề độ tuổi và sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là điều mà rất nhiều người dân Việt Nam hiện nay cảm thấy lo lắng. Bởi vì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm nay cũng đã 80 tuổi và sẽ có những dấu hiệu về sức khỏe do tuổi tác tác động. Vì vậy, việc ông có tiếp tục giữ vị trí Tổng Bí thư nữa hay không sau năm 2026, khi Đại hội Đảng lần thứ 14 được tổ chức, là một nỗi niềm trăn trở của không ít người. Cơ chế hạt nhân lãnh đạo cần phải được tiếp tục duy trì và phát triển, thì việc tìm ra một nhân vật thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một thách thức rất to lớn. Sức ảnh hưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hệ thống chính trị cũng như trong lòng nhân dân Việt Nam là cực kỳ to lớn. Ông được coi là một người cực kỳ tài năng và là người trong sạch nhất trong hệ thống chính trị. Khi ấy, dù bất kỳ ai là ứng viên tiềm năng thay thế Bác Trọng cũng sẽ phải gặp những khó khăn trong việc làm được những điều tương tự như Bác Trọng đã từng làm. Nếu như không thể tìm được ứng viên thay thế đủ tiêu chuẩn cho vị trí lãnh đạo hạt nhân, thì sau thời kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất có thể đất nước sẽ lại tái xuất hiện cơ chế lãnh đạo tập thể như trước. Khi ấy, việc tái thiết và duy trì một trạng thái cân bằng chính trị giữa các nhóm quyền lực sẽ được đặt ra. Và nhân dân sẽ có những lo lắng nhất định trong việc ai sẽ là người kế nhiệm thanh bảo kiếm để thay Bác Trọng gánh vác trọng trách chống tham nhũng. Vào tháng 5 năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Theo đó, cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải có các tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực và uy tín, sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm. Bên cạnh việc đảm bảo các tiêu chuẩn chung, các chức danh cụ thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể ứng với từng chức danh. Đối với chức danh Tổng Bí thư, phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất năng lực khác. Cụ thể là có uy tín cao trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và nhân dân, là trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tiêu biểu nhất là đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng. Ngoài ra, Tổng Bí thư phải có trình độ cao về lý luận chính trị, có kiến thức sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, quản lý nhà nước. Đồng thời, có bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, năng lực nghiên cứu, phát hiện, đề xuất và quyết đoán, bình tĩnh, sáng suốt trước những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, của quốc gia và của dân tộc. Có năng lực lãnh đạo, điều hành Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, cán bộ chủ chốt. Tổng Bí thư phải là người kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và trưởng ban, bộ ngành trung ương, tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên,
Trường hợp đặc biệt sẽ do Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Theo các tiêu chí trên thì chúng ta có thể kể đến 3 người phù hợp với sự lựa chọn sẽ là người kế nhiệm vị trí và vai trò dẫn dắt đất nước sau khi Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hưu, đó là ông Vương Đình Huệ, Đại tướng Tô Lâm và bà Trương Thị Mai. Trong đó tháng 3 năm 2021, ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và là Chủ tịch Quốc hội thứ 12 của Việt Nam. Trong thời gian giữ các chức vụ quan trọng của nhà nước, ông Huệ đã tiếp nối những người tiền nhiệm, thể hiện được những dấu ấn riêng của mình, cũng như những đổi mới, sáng tạo trong quá trình lãnh đạo. Bên cạnh vấn đề chuyên môn, ông Huệ thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao, sức sáng tạo tư duy đổi mới, mang tính đột phá trong cách nghĩ cách làm và được Đảng Quốc hội ghi nhận, giao trọng trách là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Nhân vật thứ hai cũng được nhắc đến rất nhiều, đó là Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm. Ông Tô Lâm từng giữ những chức vụ quan trọng như Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Ông đã để lại rất nhiều dấu ấn đậm nét trong việc điều tra và triệt phá nhiều vụ án tham nhũng nổi tiếng như vụ án ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, vụ án Đinh La Thăng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do những sai phạm quản lý kinh tế khi giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, vụ án nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bắt giữ điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật. Nhân vật thứ ba là bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bà là nữ Thường trực Ban Bí thư đầu tiên trong số 21 người giữ chức danh Thường trực Ban Bí thư kể từ năm 1976 tới nay. Trong danh sách những gương mặt sáng giá thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Trương Thị Mai cũng là một cá nhân được đánh giá rất cao. Tất nhiên, đây chỉ là 3 trường hợp nổi bật mà chúng ta có thể nhìn nhận tại thời điểm hiện nay. Còn từ nay đến Đại hội Đảng diễn ra vào năm 2026, sẽ còn rất nhiều các yếu tố bất ngờ khác nhau có thể xảy ra trong công tác nhân sự của Đảng. Nhân dân, ai ai cũng cảm thấy lo lắng rằng liệu Bác Trọng có đảm bảo sức khỏe để tiếp tục con đường vì nước vì dân nữa hay không, hay sẽ phải lựa chọn một người thay thế vị trí này của Bác. Nhưng có một điều chắc chắn rằng bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng mong mỏi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ khỏe mạnh, tiếp tục giữ chức vụ người đứng đầu của Đảng để tiếp tục công cuộc phòng chống tham nhũng mạnh mẽ, triệt để như hiện nay. Có thể thấy, hình ảnh của Bác Trọng có phần nào giống với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Trọng đã trở thành một tấm gương sáng cho toàn dân noi theo trong thời đại hội nhập như hiện nay của đất nước. Trên đây, Vạn Điều Hay đã gửi đến quý vị và các bạn, Triệu Dân thắc mắc, ai sẽ đủ sức thay Bác Trọng làm Tổng Bí thư? Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.